Sao tôi cảm giác cái việc đi học bây giờ nó như kiểu là một cực hình vậy? Hết áp lực từ bộ giáo dục, giờ lại đến áp lực từ giáo viên. Cho em hỏi là bộ giáo dục trả các cô bao nhiêu để các cô gây khó em trong quá trình em học tập như vậy? Em biết là nhan sắc của em không được đẹp, không được thuận mắt cô, nhưng làm ơn cô dạy vật lý thì cô hãy đối xử có lý một tí cho em. Lớp như một cái trò vỡ. Anh cùng Huỳnh á, anh mà còn nói chuyện thêm một lần nữa tôi đuổi anh ra ngoài đấy. What? Ông ơi, định luật cu lông phát biểu như thế nào nhỉ? Bài bạn mà đây nhá, mọi người nhá, cả lớp chứng kiến nhá, anh Cung Huy cãi lại giáo viên nhá, tôi ghi anh vào sổ ghi đầu bài. Công lý ở đâu, luật pháp ở đâu? Ôi trời ạ, kính xuống mặt đất mà xem đấy, cô giáo như mẹ hiền, mẹ hiền của con ấy. Hơi một tí lại triệu tập phụ hoàng với cả mẫu thân của con đến để họp gia đình. Ông ơi, câu hai ý A đáp án là bao nhiêu ấy? Anh Huy nhá, nói chuyện riêng trong giờ tôi ghi vào sổ ghi đầu bài, mai mời phụ huynh đến gặp tôi. Học từ sáng đến giờ mọi người quá. Đang trong giờ vật lý của tôi mà anh lại lấy bài tập về nhà của môn thể dục ra để mà làm trong giờ à? Anh Huy làm bài tập riêng ở trong giờ, mai mời phụ huynh đến gặp tôi. Được rồi, đã thế, ngồi im xem bà bắt lỗi được gì mình. Anh Huy, em đưa cô từ đầu giờ đến giờ em ngồi rất là im rồi đấy ạ. Nếu mà em chính thì cậu không làm gì đấy, cậu không làm bài, cậu không nghe tôi giảng. Cái thứ học sinh gì mà cô vừa nói một cái là cái nhanh nhẹn như thế hả? Tôi ghi vào sổ là Huy không làm gì trong giờ, mai mời phụ huynh đến gặp tôi nhá. Em không biết tại sao mục đích cô là gì mà hà cớ chi cô lại đối xử với em như vậy. Hình ảnh của cô trong đầu em ấy đúng như kiểu là một bức tượng đài Dracula vậy. Khi mà đêm buông xuống, khi em đã say giấc nồng, khi mà em đang mơ tới viễn cảnh được nô đùa tuổi học trò với cả chị Vàng Anh, thì hình ảnh của cô xuất hiện làm em thức tỉnh luôn, em thức dậy thở hồng hộc như kiểu vừa bị bóng đè. Em mệt mỏi lắm rồi, em chỉ mong có một ngày. Tôi ghi anh vào sổ ghi đầu bài đấy còn tin đâu. Ủa cô ạ, đến cái giây phút này ấy, cô ghi thoải mái đi, em tuyên bố một câu xanh dờn luôn, cô làm giáo viên của em hơi bị lâu rồi đấy. Cuối cùng thì cũng được nói câu này. Ôi thưa cô ơi, tát nhẹ tôi răng em mới bóc xứ. Em không biết cô ghét em đến đâu, nhưng em cảm tưởng như kiểu là nếu mà ở trong lớp của cái thùng phi xanh ấy thì cô sẽ nhét em vào cái thùng phi đó mỗi ngày ấy. Tóm lại, em thưa cô, em chịu đủ áp lực từ bài tập, từ sách vở và từ bộ giáo dục rồi, và em không phải là lực sĩ để gánh thêm vào cô. Cố lên để không bị đụng, cố lên để không bị đụng. Hashtag ngừng trù dập, hashtag cần công lý. Hãy để cho bọn em yêu quý môn học của cô và cảm thấy thích thú khi học. Thế Thế ạ. À.